Dạ alo em chào anh ạ, hôm trước thì anh có đặt mắt kính ở bên em á, mà bây giờ shipper đang giao hàng không có tìm ra nhà của anh, thì nhà của anh ở đâu á, anh chỉ giùm em với ạ. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương. Dạ anh ơi, ý em là nhà của anh ở đường nào ấy ạ? Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phạt. Dạ được rồi. Dạ được rồi, được rồi. Dạ được rồi, em cảm ơn anh ha. Cảm ơn anh ạ. Alo shipper hả anh? Quay xe. Quay xe. Một mình đi xa, sống nơi quê người, phần nghèo bôn ba, lưu lạc kiếm sống mọi nơi. Nào giấc mơ đông, ngày mai kia sáng giàu, đồng tiền nước con gửi về mong giúp mẹ cha. Cuộc đời công nhân quanh năm vất vả, mẹ chờ cha mong con về đón Tết nhà quê. Đầu năm con đi, cuối năm con chưa về, mâm cơm gia đình thiếu người thiếu vì con ơi. Én mây bay về nơi tổ ấm, tiền là phù du thôi không có sao người khinh. Cuộc đời là hư vô khi chết đi là hết. Đừng đánh giá con người vì ai kia không tiền, sao nỡ khinh thường nhau. Dù nhà nghèo nhưng tôi không có xin gì ai, dù nghèo mà lương tâm không bán cho quỷ dữ. Mình sống đúng con người và không gian không lừa, nghèo nhưng sống chân thành. Ôi đêm đêm nằm thẫn thờ, anh từng ngoan trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh uống chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan, vì lúc ấy anh quá xoan. Em nào dám gửi phận cho anh mà.